Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Ok, hôm qua đi làm về muộn anh không làm được video cho mọi người xem nha. Hôm nay làm video cho mọi người xem nha. Ok, mọi người xem video giúp mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Ok, thank you mọi người nha. Ok, hôm nay mình sẽ chơi map Độc Lăng Chiến, cái này nha. Độc Lăng Chiến solo nha. Ok, trận này sẽ cố gắng thắng cái này nha. Ok. Ôi toang rồi. Trận đầu tiên nó ngủ ngóng của toàn này. Không thể tin nổi. Nhạc điện đấy nhỉ. Trận đầu mà nó thua ngay 1-0 rồi cả nhà. Cố gắng rồi nhé. Bắn kinh thế. Bắn khét đấy nhỉ. Đẳng cấp của nhỉ. Thua 2-0 rồi cả nhà. Thua 2-0 được rồi. Nếu có đỡ được không đây. Trận này có gỡ lại được 2-1 không. 1-2 không. Đâu rồi, ra đây. Ra đây nào. Đâu rồi. Chạy đâu rồi. Wow, nó chạy nhanh thế. Wow. Không thể tin nổi luôn. Đen thế nhỉ. Sao lại đen thế nhỉ. Đây, móc này. Ôi, 1-3 cả nhà. Cũng bắn được 2 phần. 1-3 cả nhà. Mua UMP nhá. 1-3 rồi. Rồi. 1-4 cơ nha. Cày thế nhỉ. Được, được, được. Wow, thua rồi nhá, 1-5 rồi. Vẫn hay quá, vẫn hay quá. Thất bại rồi nhá ơi. 1-5, 1-5, 1-5. Thất bại ê chề rồi. Bại ê chề rồi. Thôi, video của mình đến đây là kết thúc nha. Mọi người xem video nhớ giúp mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Để khi làm cuối tuần mình livestream tạo lắng nhá. Ok, tạm biệt mọi người nhé. Bye bye.